Em xin chào các anh chị, các bạn. Hôm nay em lại dẫn các anh chị và các bạn đi câu. Hôm nay em đi câu buổi sáng và hôm nay em sẽ dẫn các anh chị và các bạn đi câu cá chép bằng lưỡi lục. Đây cơ bản là cuối tuần chủ nhật, công ty em chỉ làm cơ bản thôi, nên là sáng em sớm một chút đi câu giải trí cho nó, tinh thần nó sảng khoái. Đi câu khoảng nửa tiếng thì em đi về đi làm. Ok, em và anh chị các bạn chúng ta bắt đầu buổi đi câu ngày hôm nay nhé. Vâng, em sẽ đi xuống phía bên dưới hồ bên này xem thế nào. Hôm nay nước lên hơi nhiều nên là cũng khó nhìn. Hôm trước em đi câu cá chuối ở hồ này nhìn thấy nhiều cá chép lên lắm, nhưng hôm ấy không mang đồ nên là không câu được. Sáng hôm nay em dậy sớm một chút nữa, em thử ra lại cái hồ này xem thế nào. Thế rồi hình như khu này có một chú cá thì phải, thế đang sủi tăm. Đúng rồi, chính xác rồi, trước mặt đây là có một chú cá chú đang ăn. Không được rồi, chắc là chú nhìn thấy mình chú đã chạy rồi. Nói chung là đi câu cá chép mà cái trời mà nó không có mưa như này thì cũng khó. Thường thường là trời mưa thì nước ở trên các cái ruộng cái đồi núi nó róc xuống thì nó có cái màu mới cả là bùn đất nên nó đục. Cá chép lên ăn thì khi mình đi là tiến lại gần nó thì nó cũng không biết được, nhưng mà khi nước trong rồi thì khó. Mình đi gần một chút là nó phát hiện ra mình ngay, chạy qua. Khu này đẹp thế này mà sao lại không có cá? Hình như là khu ngoài đảo kia có một đàn cá thì phải. Em thử lội ra ngoài đây xem sao. Không biết lúc này có sâu không? Lâu lắm rồi, bao nhiêu năm này, từ khi xa quê này là cũng không được lội ruộng, lội ao, lội hồ. Cơ bản là cũng không có thời gian để đi câu rồi đi nghịch những cái trò, ví dụ như là bắt cua bắt cá. Mình lớn lên rồi thì mình lại phải đi lo cuộc sống riêng của mình nên là cũng không có thời gian để mà làm những cái việc đó. Ok, em đã lội được qua cái mương nước rồi, cơ bản là cũng không sâu lắm. Hình như trước mặt cũng có một đàn cá thì phải. Em sẽ tiến lại gần xem. Cũng là một chú cá chép đang ăn tăm, nhưng thực sự là để bắt được thì hơi khó bởi vì nó dưới sâu.
Em thì không phải là dân câu chuyên nghiệp nên là những con nào nó dễ mà nó ăn và nó chơi cái đuôi lên chơi vây lên thì dập phải khả năng còn được, nhưng mà nếu mà ở dưới sâu thì cũng không dám chắc lắm. Em thử lộ ra xem sao. Không được ạ. Tóm lại là rất khó. Cái trời mà nó trời quang mây tạnh như này mà không có cái tức là ngoại cảnh vào như là mưa hay là cái gì đó thì để mà giật được con cá ở dưới nước là cả một quá trình. Em sẽ tiến lại góc phía dưới này. Nói chung là cũng có nhiều cá nhưng mà cơ bản mình đến nơi thì nó phát hiện thì mình nó ra chạy. Đây trước mặt em cũng có một con cá đây. Nước trong quá. Không được các bạn ạ. Nhìn thấy mình chạy ngay. Đây rồi, phía trước mặt em cũng có một đàn đây. Chắc chắn là một đàn cá rồi. Đấy, các anh chị có nhìn thấy nó trơ vây không? Quẫy đuôi nó vào nước không? Em thử lội ra xem sao. Cũng không được. Nhìn thấy mình chạy ngay. Đây cũng có một chú nữa đây. Đang ăn trước mặt đây. Đấy. Các anh chị có nhìn thấy nó ăn nó thủi tăm không? Cũng không được. Khô lắm. Có khả năng là giật lưỡi lục này mà mình lội nước này chắc là không không khả thi. Em có khả năng phải lội vào bờ đi, đi tìm một vị trí khác, đứng trên bờ giật chứ mà lội nước là không thua rồi. Đây, em sẽ dập cái khu này. Đứng trên bờ là dễ hơn. Trước mặt em là một con cá đấy, đang chơi đuôi kìa. Các anh chị có nhìn thấy không? Em thả một phát nữa xem sao. Ok. Con này rất khỏe các anh chị ạ.
Vâng, em đã chặt trúng một chú cá rồi. Không biết là có kéo được bờ không. Anh chị và các bạn cùng theo dõi nhá. Con này có vẻ hơi khỏe. Đây rồi. Mọi người có nhìn rõ không ạ? Con này cũng to đấy. Ok, em vẫn đang ngủ rồi. Đây nhá. Sáng sớm em đã bắt được một con rồi. Nay em cũng đi câu buổi sáng. Cơ bản là sáng thì cá chép nên đi ăn nhiều. Em đi câu một lúc rồi. Em về em đi làm. Ok, đây sản phẩm đây nhá. Anh chị và các bạn cùng chiêm ngưỡng. Cục em đầu tiên, em sẽ tiếp tục đi tìm mục tiêu khác. Và vẻ cái hồ này cũng nhiều cá đây. Đây rồi, hình như là có một chú cá đang ăn ở vệ bờ đây rồi. Thôi có lẽ em phải kết thúc buổi đi câu cá của em tại đây. Tại vì bây giờ em phải đi về đi làm để tranh thủ câu lúc buổi sáng thôi. Em xin cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi buổi đi câu của em. Xin chào và hẹn gặp lại.